Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, nhờ kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, dự kiến đến cuối tháng 9 năm 2021, tỉnh Yên Bái sẽ giải ngân đạt 65%. Năm 2021, tổng kế hoạch đầu tư công của tỉnh Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ giao không bao gồm vốn dự phòng ngân sách trung ương là trên 2.700 tỷ đồng. Đến nay các dự án đã bám sát tiến độ được ký hợp đồng để tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh bổ sung các nguồn vốn cũng được tỉnh Yên Bái thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu tiến độ các công trình dự án, đặc biệt đối với dự án công trình trọng điểm của tỉnh. Tuy nhiên, việc giải ngân vốn đầu tư công còn gặp một số khó khăn vướng mắc như tỷ lệ giao chi tiết vốn các dự án trong kế hoạch còn thấp do chưa đáp ứng nhu cầu giải ngân của các dự án. Việc triển khai thủ tục các chương trình dự án sử dụng ODA, vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài vẫn còn nhiều bất cập, đã ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân các dự án. Năm 2021, huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản được giao. Nhờ đó, đến trung tuần tháng 9 đã giải ngân nguồn vốn đạt 87% so với kế hoạch giao từ đầu năm. Năm 2021, huyện Văn Chấn thi công trên 100 công trình, trong đó có 65 công trình chuyển tiếp và 36 công trình khởi công mới. Mặc dù từ đầu năm nhiều dự án cũng gặp những khó khăn do giá cả vật tư tăng cao, song huyện Văn Chấn đã tập trung chỉ đạo triển khai thi công các công trình trọng điểm, tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục hồ sơ, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cũng được chú trọng, nên đến hết tháng 8, huyện Văn Chấn đã giải ngân được trên 112 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch vốn, trong đó giải ngân 68 tỷ đồng để thi công những công trình chuyển tiếp. Đối với những công trình khởi công mới, cũng đã giải ngân được gần 50 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch vốn. Năm 2021, mặc dù gặp khó khăn khi chưa có chủ trương đầu tư từ Trung ương, tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ động tham mưu cho tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nên 8 tháng qua mới công nhận được một xã nông thôn mới. Từ nay đến cuối năm, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 8 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Trong 8 tháng năm 2021, Ủy ban dân tỉnh đã công nhận xã Ngòi A, huyện Văn Yên là xã nông thôn mới và ba xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, xã Việt Thành và xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Từ nay đến cuối năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu công nhận 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ngoài ba xã được công nhận, huyện Trấn Yên phấn đấu thêm 2 xã, huyện Yên Bình 2 xã, Văn Yên 2 xã, huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ mỗi đơn vị 1 xã. Cũng theo kế hoạch, ngoài xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên sẽ phấn đấu thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. Để hoàn thành được những tiêu chí chưa đạt, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh và các ngành chức năng cùng với lãnh đạo các huyện thị tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí đảm bảo đúng tiến độ. Đồng thời rà soát điều chỉnh bổ sung kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huy động và tranh thủ các nguồn lực của nhà nước, huy động sức dân, lồng ghép bố trí và sử dụng các nguồn kinh phí để tập trung xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí. Vụ hè thu năm 2021, huyện Yên Bình gieo cấy 2.200 ha lúa nước, trong đó có 900 ha trà sớm. Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được 400 ha, dự ước năng suất đạt 51,7 tạ một ha. Ngay từ đầu vụ, cùng với việc tập trung tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy và cơ cấu giống, huy động gia quân làm thủy lợi và cung ứng giống phân bón chất lượng để bà con chủ động sản xuất, huyện Yên Bình còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn tiếp tục duy trì và mở rộng dự án phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm gạo đặc sản Bạch Hà, lúa nếp lách xã Bảo Ái, đồng thời chủ động phối hợp với công ty Yên Phú tập trung sửa chữa, nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, áp dụng tưới luân phiên, tiết kiệm nước và tăng cường theo dõi đồng ruộng để phòng trừ sâu bệnh. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân các xã trên địa bàn huyện đang khẩn trương ra đồng thu hoạch lúa hè thu. Đến thời điểm này, toàn huyện Yên Bình đã thu hoạch được 400 ha lúa hè thu, dự ước năng suất đạt 51,7 tạ một ha. Thành phố Yên Bái đang tập trung huy động các nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2021. Để đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thành phố Yên Bái đã phê duyệt đề án hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự thoát nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thành phố đã huy động 100% nguồn kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ cho các hộ trong đề án về tiền sinh hoạt hàng tháng và một số nội dung hỗ trợ khác như nhà ở, y tế, thiết bị nghe nhìn. Trong 8 tháng năm 2021, thành phố đã hỗ trợ 59 hộ nghèo đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 357 triệu đồng. Trong đó bao gồm hỗ trợ tiền mặt hàng tháng, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hỗ trợ về thăm khám sức khỏe định kỳ, tiếp cận thông tin và cải thiện nhà ở.
Cùng với đó, thành phố tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi với tổng số dư nợ trên 17 tỷ đồng, với 451 hộ vay vốn, cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ cho học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh là con đối tượng chính sách, đảm bảo kịp thời đúng đối tượng. Nhờ đó, 8 tháng năm 2021, qua đánh giá có 54 hộ đủ điều kiện thoát nghèo. Thành phố phấn đấu năm 2021 hỗ trợ giúp 64 hộ thoát nghèo. Thực hiện kế hoạch tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến nay, huyện Lục Yên đã tiêm cho 4.400 người thuộc các đối tượng theo nghị quyết số 21 của Chính phủ. Trong đó đã có trên 4.000 người được tiêm đủ 2 mũi, 321 người tiêm mũi 1. Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã thực hiện đúng các yêu cầu đảm bảo an toàn tiêm chủng và công tác phòng chống dịch COVID-19. Với phương châm hiệu quả, đúng tiến độ, an toàn và không để lãng phí vaccine, quy trình tiêm chủng được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Các trường hợp tiêm vaccine đều được khai báo y tế, đo thân nhiệt, khám sàng lọc và khai thác kỹ các thông tin sức khỏe, nhất là các thông tin liên quan đến tiền sử dị ứng thức ăn, tiền sử sử dụng thuốc. Thưa quý vị và các bạn, với tâm niệm còn sức khỏe còn lao động, ông Nguyễn Văn Phục ở tổ dân phố 3, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đã gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, trở thành một trong 3 người cao tuổi tiêu biểu của thị xã Nghĩa Lộ, được Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái biểu dương khen thưởng. 4 cơ sở sản xuất bún, bánh tươi của gia đình ông Nguyễn Văn Phục, tổ dân phố 3, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ mỗi ngày sản xuất gần 50 tạ bún, bán cung cấp cho thị trường các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Than Uyên, Sơn La, mang về thu nhập cho gia đình ông 600 triệu đồng một năm. 25 năm gắn bó với nghề sản xuất bún, bánh tươi, ông Phục luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Mọi quy trình từ chọn gạo, ngâm ủ, xay bột, ủ bột, làm bún đều được gia đình ông thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm nay dù đã hơn 70 tuổi, nhưng hàng ngày ông Phục vẫn dậy từ 3 giờ sáng cùng các con cháu làm việc. Phát huy tinh thần là kinh tế, làm ăn kinh tế, thì nói chung tôi đã tuổi cao, hiện nay tôi vẫn tiếp tục trước là tham gia công tác sản xuất để đảm bảo cái cuộc sống ổn định, vận động con cháu như thế làm ăn kinh tế phát triển tốt, làm sao nó đáp ứng nhu cầu chung. Từ việc sản xuất bún, bánh, 4 cơ sở của ông Nguyễn Văn Phục đã giải quyết việc làm ổn định cho 6 lao động địa phương với mức thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Tôi làm việc ở đây đã 5 năm rồi, thu nhập hàng tháng cũng rất là ổn định. Ông bà hàng tháng trả lương rất là kịp thời cho chúng tôi. Và những ngày lễ Tết thì ông bà hay thưởng cho nhân viên. Cuộc sống gia đình hàng ngày thì từ lúc tôi làm đây cũng rất là ổn định rồi. Không chỉ gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, ông Nguyễn Văn Phục còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, thường xuyên vận động, chia sẻ kinh nghiệm cho các hội viên người cao tuổi trên địa bàn phường tham gia phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó đến nay, toàn phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ có 400 người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế gia đình, trong đó có 4 người cao tuổi có mô hình phát triển kinh tế thu nhập từ 300 đến 600 triệu đồng một năm. Gần 100 cụ có mô hình kinh tế cho thu nhập từ 30 đến 80 triệu đồng một năm. Mặc dù là tuổi cao, nhưng ông rất là mẫu mực, hàng sáng, buổi sáng đó. Có thể là dậy từ 3-4 giờ sáng cùng với con cháu, bây giờ chỉ đạo các con làm và hàng ngày ấy cùng với con cháu coi như là làm lao động là chịu khó. Và có thể nói là ông bên cạnh cái việc lao động cần cù, ông còn là tấm gương cho con cho cháu học tập về cái tinh thần lao động cần cù và cái đức tính chịu khó siêng năng. Cho nên ấy, là gia đình ông từ những cái hoàn cảnh rất là khó khăn bây giờ có thể trở thành một trong những gia đình có kinh tế tiêu biểu bằng chính sức lao động của mình. Nên chúng tôi cảm thấy đây là một tấm gương mà cần được nhân rộng. Với những đóng góp tích cực, những năm qua, ông Nguyễn Văn Phục đã nhận được nhiều giấy khen tuyên dương là tấm gương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi của Hội người cao tuổi các cấp. Đây là động lực quan trọng để ông Phục tiếp tục phấn đấu làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia công tác xã hội, là tấm gương mẫu mực, góp phần xây dựng phường Phú Trạng ngày càng giàu đẹp văn minh. Năm K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Thực hiện tốt 5 K, gồm khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay,
vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.